Người Việt Wichita triệt hạ cờ đỏ, treo cờ vàng. Thúy vị câu chuyện bắt đầu khi trường Đại học Công giáo Newman tại Wichita, Kansas hôm tháng 5 vừa qua tổ chức ra trường lễ mãn khóa cho các sinh viên đại học như mọi năm. Tuy nhiên, những người đồng hương Việt Nam tại đây có con em tham dự cảm thấy rất bất mãn và giận dữ khi nhận thấy trong hàng cờ các nước có lá cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam. Và vì thế, họ đã chụp được tấm ảnh này và gửi đến các hội đoàn người Việt sinh hoạt tại đây, các cơ quan truyền thông có tiếng nói chính thức để xin can thiệp với nhà trường về vấn đề nhạy cảm này, tránh đến trường hợp đáng tiếc sẽ xảy ra. Và ngày 1 tháng 6 vừa qua, sau khi thống nhất và được sự chấp thuận của nhà trường để tìm hiểu và giải quyết những bất đồng ngộ nhận, đại diện ban giám đốc nhà trường, ông tiến sĩ Odin Stowe, tiếp đón phái đoàn. Buổi gặp mặt diễn ra rất thân tình. Ông Nguyễn Nhân, phó chủ tịch ngoại giao cộng đồng, đại diện giải thích tường tận về lịch sử lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam, và đề nghị không nên treo lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam vào những ngày lễ của nhà trường, dễ sinh ra ngộ nhận. Ngoài ra, phái đoàn Việt Nam cũng không quên trình lên nhà trường tờ nghị quyết cờ vàng, cờ của Việt Nam Cộng Hòa, được Hội đồng thành phố Wichita thông qua, hiện được lưu trữ để giải thích về việc này. Về phần ban giám hiệu nhà trường, họ cho biết lý do vì họ đã tìm trên mạng để thấy là lá cờ đỏ là Việt Nam, để rồi vô tình gây sự ngộ nhận với người Việt hải ngoại trong thành phố qua biểu tượng cờ vàng. Ngoài ra, ông còn nói thêm, ông biết rất nhiều các em học ở trường này đều là con em của các vị sinh sống tại thành phố Wichita. Chỉ có một số ít du học sinh đến từ Việt Nam. Ông cũng lấy làm đáng tiếc với sự hiểu lầm không nên có này, và ông cho biết trong những kỳ tổ chức lần tới sẽ không có lá cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam hiện diện. Mọi người đều vui vẻ bắt tay nhau. Cuối cùng, ông Nông Văn Thắng, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Wichita, Kansas, không quên cảm ơn sự tiếp đón rất là thân mật của tiến sĩ Odin Stowe, đại diện trường Đại học Newman, và quý anh chị hội đoàn đã cùng nhau đến tham dự buổi trần tình với nhà trường, và cũng không quên gửi tặng đến nhà trường lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa để nhà trường sử dụng trong những dịp lễ sắp tới. Và sau cùng, trước khi ra về thì mọi người cùng tiến sĩ Odin Stowe chụp một tấm ảnh lưu niệm. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả nghe những cảm tưởng của các vị tham gia trong buổi gặp mặt với ban hiệu trưởng trường Đại học Newman. Trước hết xin chào toàn thể quý khán giả của đài SBTN khắp nơi. Thưa quý vị, hôm nay là cái ngày mà chúng tôi được có cái cuộc hẹn lên trường Đại học Newman tại thành phố Wichita về việc họ treo nhầm cái lá cờ sau của Việt Cộng. Thành ra chúng tôi đã có cái hẹn với lại ban giám đốc trường và được tiếp đón, và sau khi ông Nguyễn Nhân, phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng, có trình bày về tất cả những cái vấn đề của lá cờ thì bên trường rất là vui vẻ và tiếp nhận, và sau đó là họ đã nhận cái lá cờ của ban của cộng đồng tặng, và họ hứa sẽ làm những cái việc mà không có cái lá cờ sau này xuất hiện tại trường đại học này nữa. Và hôm nay về cái mặt một người đứng đại diện cộng đồng mà chúng tôi đã thực hiện được một cái việc, tuy rằng trường hứa nhưng mà không biết trong tương lai họ có treo cờ của mình lên hay không. Tuy nhiên là đó cũng là một cái sự rất là vui, và họ đã chấp nhận cái lá cờ của chúng tôi đưa ra là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Xin kính chào quý vị. Thì qua cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì tôi là đại diện cho tập thể cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Wichita, thì tôi ghi nhận rằng cái lời hứa hẹn của cái phó hiệu trưởng của cái trường Newman University tại thành phố này là người ta hứa là sẽ không có tái diễn cái chuyện treo cờ đỏ sao vàng nữa. Thành thử ra cái điều đó cũng là một cái tín hiệu tốt
Và tôi nghĩ rằng người ta sẽ bàn với ban giám hiệu của nhà trường để trong tương lai sẽ tránh những cái vấn đề hiểu lầm đó trong tương lai. Thành thử ra tôi nghĩ rằng nhà trường người ta sẽ nghiên cứu lại và để người ta tránh mất lòng người Việt đang sống tại Uista này. Sau khi chúng tôi thấy được cái lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cái lễ mãn khóa của cái trường này cách đây mới chừng hơn tháng, thì chúng tôi rất là bức xúc. Thành thử ra chúng tôi đã phải cố gắng lấy cái hẹn để gặp được ông phó hiệu trưởng của cái trường này để chúng tôi lưu ý với ông ấy là chúng tôi là những người Việt Nam tị nạn sang đây, con em chúng tôi là con của những người tị nạn, thì chúng tôi không chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng. Chúng tôi yêu cầu là nếu sau này nhà trường có diễn hành hoặc là sử dụng cái lá cờ treo lên những cái học sinh của nước nào treo nước đó, thì yêu cầu họ sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người tị nạn của chúng ta. Hi, I'm really grateful to Newman University and especially Dr. Alden Stout and the Office of Academic Affairs for giving their time to the Vietnamese community of Wichita today for us to discuss the historical context behind the Southern Vietnamese flag and why it's so special to us and why we were a little saddened to see the other flag displayed at graduation. So we are grateful to Newman for giving us their time today. Và chúng tôi là Nguyên Nam từ Wichita, Kansas, tường trình cho đài truyền hình FBTN.